Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Khoang Kiên. Thì hôm nay công ty chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại khúc xạ kế điện tử của hãng Condor Đài Loan, model là BDR108. Thì sản phẩm này có giá thành cực kỳ ưu đãi và là một cái sản phẩm rất là ok để chúng ta đo cái khúc xạ kế. Thì sản phẩm được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Khoang Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn. Số điện thoại là 0936620757. Rồi, sản phẩm này được đóng gói như thế nào? Nó đóng gói với một cái hộp giấy như thế này. Đó, BDR108. Và bên trong là một hộp nhựa. Đó. Nhìn nó rất là ok. Nhìn nó cứng cáp, mà cái hộp này nó nhìn nó bền. Nhìn nó rất là cứng cáp, so với hãng Atago Nhật Bản thì nó không có cái hộp nào cả. Nó chỉ là một cái hộp bằng giấy thôi, bằng nhựa cứng thôi. Còn đây là một cái hộp nhựa chắc chắn luôn cho chúng ta. Rồi, mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Đó, hộp nó là một cái vali như thế này, rất là đẹp. Đó, đây, mình sẽ cầm cận lên cho các bạn xem. Thì đây là một cái loại khúc xạ kế đo độ ngọt tân tiến nhất. Thì cung cấp bao gồm những gì? Thứ nhất là như các bạn thấy đây là một cái pipette này để chúng ta có thể lấy mẫu này. Đó, lấy mẫu. Rồi, đây là pin. Pin này cũng là chính hãng luôn, nó đóng rất là kỹ trong này. Đây. Đây là hệ thống pin của chúng ta. Đó, pin tiểu thôi. Đây là một cái nắp dạng vuông cho secure. Đó, đây là máy chính của chúng ta này, để sẵn trong cái hộp như thế này. Rất là cứng cáp. Đó. Và bao gồm một cái giấy chất lượng. Hãng bao giờ cũng có một cái giấy cung cấp CQ đây, chất lượng xuất xứ, rồi cũng như là cái bài test của hãng để đây, và kèm theo là một cái sách hướng dẫn bằng tiếng Anh cũng như là catalog. Để mình nói thêm về cái sản phẩm này, nó có cái thang đo là từ đâu để mình coi, hiển thị ở trên này cái cách ấn pin. Đây, model của mình là model 101. Cái khoảng đo độ ngọt brick là từ 0.0 đến 50.0%. Wow, thang đo rất là cao. Sai số là 0.1. Đó, tuyến tính là cộng trừ 0.2. Ồ, rất là bài bản luôn, rất là ok. Đây là sản phẩm chính của chúng ta, Condor BDR108. Rồi, rất là đẹp. Đó, thì trên này bao gồm các cái phím đọc thôi, phím calip thôi. Calip thì calip bằng nước cất, rất là đơn giản. Và phím cân thôi, scan thôi. Đó. Đây chúng ta nhỏ mẫu vào đây. Ta nhỏ mẫu vào đây thôi. Đó. Thì cái sản phẩm này rất là ok. Khoảng đo cũng rất là rộng. Từ 50 đến... từ 0 đến 50. Mình sẽ mở cái này để gắn pin cho các bạn xem. Mình sẽ hướng dẫn qua cái cách sử dụng. Đó. Đó, pin thì sẽ được gắn phía sau này, pin tiểu sẽ được gắn phía sau. Đó, sử dụng một cái pin tiểu. Thế là ok. Đây là cái chép dữ liệu thôi, cái software thôi. Rồi, thì mình sẽ gắn pin nữa các bạn. Âm dương như thế này, mình gắn vào thôi. Rồi, như vậy là đã được gắn pin xong đó. Rồi, máy này chuẩn cũng đơn giản thôi, chuẩn bằng nước cất thôi. Thì mình sẽ lấy một cái ly nước, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái khúc xạ kế điện tử này luôn. Rồi, thì sau khi mình gắn pin, đó, mình sẽ bật scan thôi. Thì nó sẽ hoạt động này như thế này. Thì nó sẽ hiển thị cho mình này là pin này. Đó, nhiệt độ này. Và đây là cái giá trị của nó sẽ đọc được. Nó sẽ nằm ở đây. Đó, nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này. Vào này nhìn rất là ok. Giá cực kỳ là ưu đãi. Mình thử lấy nước cất thôi. Mình sẽ calip nữa. Đó. Khi mình bấm khôn thì nó tự động thôi.
Rồi ta chỉ cần bằng calip bằng nước cất thôi là được rồi. Thang đo rất rộng, không đến 50 thì rất là ok. Đó, mình sẽ để đây cho nó khôn. Máy rất là dễ thương. Cái nước này là mình lấy nước lọc rồi. Đó, nó sẽ tự động đếm trên màn hình này. Khúc xà kế BRR108 được thiết kế tinh tế với những đường nét tạo dáng màu sắc hài hòa, sử dụng đơn giản, thiết kế rất bài bản, mang đến độ thẩm mỹ cao cho người sử dụng. Đó. Với những tình tiết được thiết kế rất bài bản và được nhập khẩu trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Khoang Kiên